Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsumon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn muốn bấm một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì tập ngày hôm trước chúng ta đã tiến hành Dynamax Pokemon rồi. Và các bạn có comment cho mình biết là chúng ta còn một cái hình dạng khác của Pokemon nữa, đó chính là Gigatamax. Cái hình dạng đó thì cho phép Pokemon có thể thay đổi được cái hình dạng bên ngoài đó các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là hay. Còn Dynamax thì nó chỉ tăng cái kích thước cũng như là tăng máu thôi. Wow, khá là xịn sò luôn. Và các bạn cũng có comment cho mình biết là cái em Indeedee, đây cái em này nè các bạn ơi, nó còn một cái hình dạng khác nữa. Và đây mình chỉ mới bắt là cái con cái thôi hả? Wow, nó còn một cái hình dạng khác là con đực hả? Mình sẽ thử kiểm tra coi. Oh, đây là con đực và đây là con cái. Ồ, vậy là con này là con đực hay con cái đây? Sao mình mới vừa thấy nó thay đổi hình dáng mà? Ồ, sao kỳ vậy? Hình như nó đã bị lỗi rồi các bạn ơi. À đây 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 đây. Đây là con Indeedee bình thường nè. Và đây là Indeedee female. Female là con cái. Con đực là con này nữa các bạn ơi. Ồ, khá là hay luôn. À, vậy thì mình chưa đủ cái em Indeedee này rồi. Và còn em Toxic City này mình cũng chưa đủ luôn. Mình còn cái hình dáng em form của nó nữa. Đây chỉ là cái hình dáng Loki form thôi các bạn ơi. Nói chung thì cũng khá là hay ha. À, và cái con Mewsuri này thì mình vẫn chưa tiến hóa luôn. Để tiến hóa Mewsuri thì chúng ta phải qua một cái quá trình khá là khó khăn đó các bạn ơi. Chúng ta còn có khá là nhiều cái loại kẹo nè, 7 loại kẹo cho Mewsuri nè các bạn ơi. Ồ, nói chung thì cái Mewsuri này nó khá là nhiều loại luôn. Nói chung là phức tạp lắm các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành đi đánh em boss này đi ha. Circuit. Lâu rồi mình đánh lại con này đó các bạn ơi. Lên cái hình dáng Dynamax luôn các bạn ơi. Máu mình đã tăng lên là 443 rồi. Kinh khủng chưa? Xài chiêu này một phát nữa đi. Dãnh cử tỏi luôn. À, nó lại cho mình một cái viên Rare Candy nữa. Xỉn thiệt sự luôn các bạn ơi. Và hiện tại mình đang ở tại cái vùng Swampland, vùng đầm lầy, để mà kiếm thêm những cái em Totso và Toxic City đó các bạn à. Hai viên kẹo này thì chúng ta chưa có thể cho Volcanion lên cấp liền được. Chắc mình sẽ cho Solgaleo một cấp đi ha. Còn cái viên còn lại á, để dành cho Volcanion nó lên cấp 99 rồi mình sẽ cho nó luôn. Cho nó tròn 100 luôn đó các bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi tìm Totso và Toxic City thôi. Cái bọn này thì nó sẽ xuất hiện tại vùng Swampland nè vào ban ngày nha các bạn ơi. Nó cũng xuất hiện khá là phổ biến thôi, không có hiếm đâu. Hy vọng lần này mình sẽ gặp được cái dạng em form của game Toxic City ha. Có con Vivillon kìa. Ôi, Vivillon này thì không được rồi. Ôi, cái vùng Swampland này nó có chút xíu à. Ôi, không có được các bạn ơi. Mình phải đi qua cái vùng Swampland nào mà nó to mới được. À, mình có thể đi qua bên này được nữa các bạn ơi. Bên này chúng ta cũng có một cái vùng Swampland mới luôn. Và vẫn là cái vùng mình chưa khám phá thôi. Đó, mình sẽ bay vào phía bên này nha. Hy vọng là cái Swampland khổng lồ. Nãy giờ gặp toàn cái vùng đầm lầy có chút xíu à. Không có đủ các bạn ơi. À, đây rồi, cái đầm lầy của chúng ta đây rồi các bạn ơi. Lại là Venonat và Venonat thường nữa. Gặp hoài à. Venonat với tôi, à dạ. Chạy đi đâu vậy? Steam Eruption đó các bạn ơi. Ui, chỉ gặp Venonat thôi. Chúng ta gặp được một con Grimmauld nè. Cũng là Pokemon Gen 8 luôn. Dãnh cử tỏi luôn nha. Ui, nó cho mình mấy con cá nè. Cũng khá là xịn sò đó. Có em Wubat. Ủa, Wubat ở đâu vậy? Ui, mình gặp được thành viên của đội Hỏa Tiễn đó các bạn ơi. Thách đấu với là thành viên này luôn. Có con Airport luôn các bạn ơi. Mà đây là Airport dạng bình thường thôi. Mình sẽ tiến hành Dynamax Volcanion lên nha. Khổng lồ chưa? To thiệt sự luôn các bạn ơi. Và nó đã đạt được cấp 99 rồi kìa. Ui, thành viên này thì chỉ có hai con Pokemon thôi. Rồi, vậy thì mình sẽ tiến hành cho em Volcanion này lên cấp 100 luôn nha các bạn. Cho nó full cấp luôn đi. Rồi, và đó, lên được cấp 100 luôn rồi. Giờ thì mình sẽ cất Volcanion vào trong đây lại nha. Em này đã luyện cấp xong. Bây giờ thì tới luyện cho Solgaleo thôi. Mình lấy Ho-Oh ra để mà luyện thêm nha các bạn ơi. Chắc em Pokemon tiếp theo mình sẽ luyện cấp đó chính là Ho-Oh á. Em này cấp nó cũng còn khá là thấp nè. Cấp 70 thôi. Có một con Wubat nhưng mà nó ở dưới hang rồi. Ở đây mình gặp được một em
Tosso thì phải. À, Tosso nữa các bạn ơi. Để mình cho supply soi nó thử coi. Đây là Tosso gì đây? Chúng ta sẽ cùng soi em nó nha. Ui. Ở đây thì nó có cái ability là Rustle nè các bạn ơi. Cái nature của nó là Jolly hả? Nature Jolly. Oh, đây chính là nature của cái dạng em phơm nè các bạn. Ôi, ngon vậy. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipple nha. Ơi, hên thiệt sự các bạn ơi. Tuy không gặp cái con Toxic City nhưng mà chúng ta gặp được em Tossle. Có ability này thì cũng khá là ngon đó. Ủa, Whipple không thành công luôn. À, bắt có vẻ khá là khó ở đây. Mình chuyển qua xài Liverpool nha. Em này thì mới cấp 25 thôi. Cứ Liverpool mà quăng thôi các bạn ơi. Và lần này thì... Ui, vẫn chưa thành công luôn. Ủa, khó khăn quá vậy ta. Đây các bạn ơi. Quả đầu tiên mình vẫn xài đó chính là Whipple thôi. Nếu mà không được thì chúng ta sẽ tiến hành Force Whip đó thôi nha các bạn ơi. Em này có vẻ khá là cứng đầu đây. Nature là Jolly. Hên quá. Đây, còn một máu rồi nha. Và mình sẽ bắt nó luôn bằng Liverpool nha. Này thì cứng đầu với tôi hả? Tosso. À, xịn thiệt sự các bạn ơi. Và... Yes. À. Bắt cái kiểu này á, thì nó thành công rồi các bạn ơi. Ủa, phía này chúng ta có một em Toxic City. Ồ, đây là cái dạng Lucky Farm thôi. Dạng này thì mình sẽ tiễn nó lên đường thôi. Sacrifice. Dãnh củ tỏi luôn. Ui, mình nghe tiếng gì á? Có một em Venonat ở phía bên này nè. Venonat bình thường đó bạn à. Venonat thường hả? Tiễn mày lên đường luôn Venonat thường nè. Wow, Venonat thường chỗ này khá là nhiều các bạn ơi. Mình sẽ đánh bại thật là nhiều Pokemon á để mà hoàn thành xong viên ngọc của chim băng nữa các bạn ơi. Ở đây mình còn 349 cái Pokemon còn đánh bại nữa. Wow, cũng khá là nhiều đó. Giờ thì mình trở lại với lại cái PC của mình thôi. Cái PC tôi mới để đây đâu mất tiêu rồi. Ủa? Chết rồi, lại cái PC rồi các bạn ơi. Các bạn ơi. À đây đây đây, mình thấy cái PC rồi các bạn à. Ai dạ, cái gì vậy? Tự nhiên té xuống đây. Và đây chính là em Tossle mà nó có cái nature của cái dạng em phơm đó các bạn ơi. Ơi bây giờ chắc mình sẽ đi qua mình bắt cái em Wubat Shiny này quá. Ồ, Wubat Shiny mình có chưa ta? Cấp 24 à. Cho Son Galio ra trận thôi. Mày nè Wubat. Rồi, lượm nó luôn một Whipple thôi các bạn ơi. Đó. Hôm giờ thì mình đang cố gắng để mà bắt thêm thật là nhiều Pokemon Shiny đó. Tại vì Pokemon thường mình cũng có gần đủ rồi bạn ơi. Sắp 100% Pokédex rồi đó. Đó, Wubat Shiny đã được bắt rồi nha. Đây mình sẽ kiểm tra cho các bạn coi. Chúng ta hiện tại đã có được 99% Pokédex rồi. Và mình đã có được 877 Pokemon trên 881 em luôn. Wow, xịn vãi cả chưởng ạ. À để mình coi em Tossal này khi nào tiến hóa nha. Tossal thì ủa, cấp 30 tiến hóa các bạn ơi. À vậy thì chỉ 5 cấp nữa thôi. Mình sẽ đem nó theo để mà luyện nha các bạn ơi. Lần này thì mình có đem em Ragavul, em rồng á thần này để mà luyện cấp cho nó luôn. Đó. Nó có nuôi thêm hai con Rippy ở trên 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 lỗ tai đó nè. Nhìn cưng với cái chữ ngợ. Rồi chúng ta lại khám phá cái vùng Bird Forest thôi bạn ơi. Wow, công nhận cái vùng đầm lầy này á thì nó rộng lớn và cái chưởng ha. Thôi bây giờ thì đi vào cái rừng Bạch Dương và khám phá thôi bạn ơi. Chúng ta sẽ chờ cái em Indeedee xuất hiện nha. Wow, trên này có cái núi cao và cái chưởng nhỉ. Ui, núi này cao thiệt sự luôn các bạn ơi. Wow, nó cao tới trên đây luôn. Ui, 140 mấy ô luôn nè. Ở cái độ cao này chúng ta có thể tìm cái em Delight Bird được đó. Giống như hồi trước mình làm đó bạn ơi. Sao tôi không thấy em Indeedee nào hết vậy ta? Mình sẽ kiểm tra coi. Indeedee biome là vào cái vùng Bird Forest nè. Và đây 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 Indeedee các bạn ơi. Thời gian là buổi tối, đúng luôn rồi nè. Mới nhắc một phát là nó xuất hiện luôn à. Hình như em đây là Indeedee đực nè các bạn ơi. Ồ, trùng hợp vậy. Wow, gặp Indeedee đực luôn nè. Mình đã có con cái rồi.
Không được thì mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whipball thôi bạn ơi. Ngon vậy cả trưởng à. Và ui chưa thành công, khó bắt nha. Bon sweep cho nó còn một máu đi, rồi chúng ta sẽ bắt cho nó dễ hơn nè. Ô sao nó hồi máu lại vậy? Đánh con một máu nó lại hồi lại các bạn ơi. Chắc mình dùng Ultra Ball đi ha. Lâu rồi mình cũng không có xài vào cái quả Ultra Ball. À, lần này thì xài thôi nè. Và chưa thành công luôn. Chúng mình phải Force Whip một lần nữa mới được các bạn ơi. Đó, lần này thì mới còn một máu nè. Và xài cái quả Ultra Ball tiếp tục. Đó, Indy đi được, nó chắp tay ngồi sau lưng nữa bạn ơi. Ủa, lần này thì... Ôi, chưa được các bạn ơi. Đúng không, con này chắp tay sau lưng đúng không? Nó nhỏ quá, mình nhìn không rõ các bạn ơi. Ultra Ball không thành công rồi. Mình sẽ thử một quả Dust Ball nha. Nếu mà không được nữa thì chắc chúng ta chuyển qua Summer Ball vậy. Và Dust Ball thành công rồi nè. Ngon. Indeedee đã theo một dạng mới của Indeedee nữa rồi các bạn ơi. Đó. Và đây mình sẽ cùng cho các bạn coi nha. Indeedee của chúng ta nhìn nó khác biệt liền các bạn ơi. Đây thì chúng ta có được Indeedee cái nè. Cái thì nó có cái bụng màu trắng hả? Và đây là Indeedee đực. Ủa, nhìn đã thiệt sự các bạn ơi. Đây thì con đực nè, và con cái nè. Con cái thì bụng nó to hơn. Wow, con cái chạy đâu rồi? Ngại quá chạy đâu các bạn ơi. Cưng với cái chữ ạ. Em này thì thuộc hệ tâm linh và hệ thường hả? Khá là hay luôn các bạn ơi. Và cái con Indeedee đực này là cái thước enormous. Ủa, cái thước khổng lồ luôn. Nó cộng speed và trừ special attack. À, để mình kiểm tra con Indeedee cái coi. Ô, Indeedee cái vẫn trừ special attack, nhưng mà cộng attack lại ngươi. Con cái thì là cái thước small thôi. Rồi mình sẽ cất hai em này vào trong đây nha. À, ngon lành canh đào luôn. Chắc mình sẽ đi qua cái Ocean Moon của mình gần đây đi ha. Đó, bên đây chúng ta có được một cái hòn đảo nè. Mình có thể đi lên mấy cái đảo này mà để mà đi câu được nha các bạn ơi. Và chắc tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành cái Clockwork Clock nha. À, để mình lấy cái Fishing Clock ra và cái Good Super Rod ra coi thử coi. Đây, Club Puppet, mình đã có được một em rồi. Ủa, chúng ta còn bao nhiêu em nữa vậy? Hình như là còn 10 em nữa các bạn ơi. Nhiều thiệt sự luôn. Wow. Và đây chính là cái Super Rod xịn nhất mà mình đang có. Chỉ là Good Super Rod thôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có câu coi thử coi được em gì nào. Có được những em Club Puppet đó không? Ồ, mình câu ra cái con Paphos nè. Lần này thì chắc mình sẽ cho em Sivali hệ điện ra đứng đầu đi. Tại vì nó có chiêu hệ điện khắc chế mấy cái em Pokemon hệ nước mà. Đó, ngon lành luôn. Ui, câu ra con Corphish nữa chứ. Multi attack đó các bạn ơi. Đó, ngon lành canh đào liền. Mình sẽ cố gắng câu ra Clubber thử nha. Wow, nghe có vẻ khá là khó khăn đây. Gì đây, con Grappy. Dảnh cứu tởi luôn. Đó, mình câu được cái con Pincochin nè. Quay đánh nó cho cái con cá nóc à. Và cái Sticky Pa nữa. Ui, đây rồi bạn ơi. Cuối cùng mình cũng gặp được một em huyền thoại nữa nè. Trời, và lần này là Latias. Lúc trước thì mình gặp Latios các bạn ơi. Phải hả? Nãy giờ thì mình có đi câu Clobber, nhưng mà nó vẫn chưa xuất hiện đây. Multi attack phát coi. Wow, con này có vẻ khá là trâu đây. Hình như chưa hệ điện nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới nó rồi. À, mình có cái chiêu Grin của cái hệ bóng tối nè. Mình có thể dùng chiêu này để mà chuyển em Latias này lên đường luôn nha. À, chúng ta lại được một cái vẫy rồng. Và Tossel của mình nó đã lên được cấp 29 rồi. Chỉ còn một cấp nữa thôi là em nó có thể tiến hóa được rồi nha các bạn ơi. Mình vẫn đang câu Clobber tại cái vùng bãi biển này nè. Clobber mình không biết câu nó vào ban ngày hay là vào ban đêm nữa. Nhóm tác giả chưa có để lại thông tin các bạn ơi. Để mình câu thử coi. Và nãy giờ câu lên toàn cái gì không à. Rất là khó để mà ra cái em Clobber đó luôn đó. Finneon. Trời ơi, câu ra con gì không vậy? Vậy là chúng ta có được một em Blue Pro nè. Và hình như đây là Boss Mega thì phải. Ui, lâu lắm rồi mình cũng chưa đánh cái con Blue Pro này các bạn ơi. Ôi, đây rồi nè. Để mình cất cái em Caesar vô trong đi ha.
chúng ta đang luyện supply mà tự nhiên lấy scissor đây chứ vậy. Thầy rồi các bạn ơi. Ui slow bro, chắc mình sẽ dùng Sivali để đánh nó quá. Đây, cho Sivali lên cái dạng Dynamite luôn các bạn ơi. Ui khổng lồ vãi chưởng ạ, và máu nó cũng trâu nữa chứ. À, nhưng mà sao đánh mình đau quá vậy? Chúng ta có chiêu mắt đất nịt nè. Ồ, chiêu này thì nó mạnh hơn nè. Rồi, chỉ một chiêu nữa thôi là chúng ta sẽ bị hết cái hình dạng Dynamite đó. Dãnh cứu tỏi nó luôn. Ua, và mình đã có một em Pokemon gì đó tiến hóa rồi nè. À, cái em Toxo này nó đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Ngon. Và lần này thì nó sẽ lên con Toxic City dạng gì đây? Đây là cái dạng đặc biệt các bạn ơi. Oh, nó màu vàng. À, nó khác với lại con Toxic City cái dạng Cloakiform. Đây, em này thì màu vàng các bạn ơi. Ngon chưa? Đó, mình sẽ hủy cái game sát của hai tụi nó đi. Tại vì bây giờ mình đã có đủ hết hai cái dạng rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại coi. Đây là Toxic City hai dạng luôn nha. Đây là dạng Cloakiform. Oh, nó màu xanh dương hả? Xanh dương và tím. Còn đây là dạng Amphorm. Nó có cái dạng màu vàng và màu tím hả? Ui, hai đứa y chang nhau à, khác gì đâu. Xịn vả cái chữ ạ. Để mình coi hệ của nó có thay đổi không. Nó vẫn là hệ điện và hệ độc thôi bạn ơi. Nói chung cũng khá là hay ha. À, ngon lanh canh đào luôn. Rồi, mình đã xong được hai em Toxic City rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục câu luôn mấy cái em Club of Birds nha các bạn ơi. Rồi chúng ta lại thêm mấy cái dạng Pokemon mới nữa rồi. Ồ, vẫn là 877 Pokemon thôi. Sao lâu vậy cái trưởng hả? Ui, vẫn là một cái Ruby thôi. Nãy giờ mình chưa câu được Pokemon nào hết vậy. Xui vậy trưởng hả? Ờ, có một con Consola xuất hiện kìa. Ô, mình sẽ chạy qua mình kiểm tra coi Consola năng gì nha các bạn ơi. Ô, Consola Galarian luôn. À, đây là cái con mình đang tìm kiếm nha các bạn. Ô, cái dạng Galarian luôn nha. Ngon lành. Chắc mình sẽ lấy Caesar ra trận thôi. Consola đâu rồi? À dạ, bị hết bong bóng các bạn ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Đây, Consola Galarian nha. Cấp 50 luôn. Ui, vãi cái chưởng hả? Nãy giờ thì mình câu không có được cái con Club of Bird, nhưng mà bù lại chúng ta lại gặp được một em Consola Galarian rồi. À, mình cũng có thể tiến hóa cái em này được luôn nha các bạn ơi. Ui, Whipball không thành công rồi. Chắc mình sẽ Phone Sweep nó đi. Phone Sweep. Ủa, sao Phone Sweep không được? Ô, hình như con này nó có mang hệ bóng tối thì phải. À, vậy thì mình phải dùng cái quả khác rồi. Chắc mình sẽ dùng Dive Bomb đi ha. Wow, cái em này cấp 50 luôn, cấp cao thiệt sự các bạn ơi. À, ngon lành canh đào và... Yes, chúng ta đã bắt được em nó rồi nè. Ngon với cái trưởng ạ. Dưới đây còn có thêm mấy con Pikimiku nữa. Mà hình như là cái dạng bình thường thôi bạn ơi. Hồi để mình ngồi lên bờ coi. Không thì nó sẽ bị hết hơi đó. Wow, ngon thiệt sự luôn. Không ngờ mình lại gặp được em Consola Galarian ở đây luôn nha các bạn ơi. Wow, và trời nó cũng đang khá là mưa luôn. Tại vì mình quyết định dùng cái em Celestion á, cái em sứ biển để mà gọi mưa đó các bạn à. Rồi, để mình coi Consola của chúng ta đâu rồi. Ai da da, cái đường này đi nó dễ té quá à. Đây, đây chính là Consola Galarian nè các bạn ơi. Em này thì nó có hai dạng lận. Một là dạng thường, đó, nó màu hồng như thế này. Và đây là cái dạng Galarian. Oh, wow, nó trong suốt như vậy hả? Thì cũng khá là hay ha các bạn ha. Thì em Consola Galarian này nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt được cấp 38 nha. Chứ mình cũng sẽ luyện cho nó tiến hóa luôn. Chỉ cần lên một cấp nữa thôi là em nó có thể tiến hóa được rồi. Mình đang ở tại cái vùng Mega Taiga nè các bạn ơi. Đây là cái vùng xuất hiện của một em Pokemon mới của Gen 8 nha. Và nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Cạnh đây cũng là cái vùng Mega Taiga Hill luôn. Khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng đợi một xíu coi. Và đây rồi. Đây chính là em Morpico các bạn à. Em này mình chờ đã rất là lâu lắm rồi. Và mình cũng khá là hóng để coi thử cái hình dạng nó là như thế nào nha. Ủa? Wow, con này là Pikachu hả? Wow, nó như có cái con Pikachu lai các bạn ơi. Wow, nó cũng là con chuột luôn. Khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Con này là con chuột nè. Wow, mà nó mới cấp 5 thôi. Bắt một quả là thành công luôn các bạn à. Đơn giản và chữ luôn đó. Và đây, Morpico đã được thu phục.
mình sẽ cùng lấy nó ra cho các bạn cùng coi nha. Con này mới cấp 5 à. Ủa mà sao nó nhỏ xíu gì quá vậy ta? Tại sao nó có tí xíu vậy? Em này thì thuộc hệ bóng tối và hệ điện. Wow, ngon lành chưa? Ủa, nó còn có một cái dạng khác nữa, là cái dạng angry. Đây là cái dạng mà giận dữ các bạn ơi. Ui, nhìn mặt nó kìa. Ui, nó đen thui luôn. Khi mà nó angry lên thì nó sẽ đen thui luôn. Phải à. Nói chung thì cũng khá là xịn xò đây. Đây, chắc mình sẽ tìm thêm một con Mobico nữa. Nếu mà có gặp được cái dạng giận dữ thì hay à. Và bây giờ thì mình sẽ cùng kiểm tra coi kích thước của cái em Mobico này coi. Nó là vẫn thuộc hệ điện và hệ bóng tối đúng không? Kích thước là Bubmi. Trời ơi, hàng chi nó nhỏ. Con này thì trừ attack nhưng mà cộng special defense các bạn à. Nói chung cũng được. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi luyện cấp cho cái em Galarian Corsola của mình nha. À, ui, bên đây chúng ta gặp được một em boss nè. Và đây là boss Roly Coly. Chắc mình sẽ bay lên trên và mình thách đấu nó luôn quá. Mình tìm ở dưới thì không có thấy bạn ơi. Nó ở trên rồi. Ủa, nó ở đâu ta? À, bên đây. Đây, Roly Coly các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành Dynamax luôn cái em Evetal của mình nha. Wow, siêu khổng lồ luôn bạn ơi. Con này nó phải to bằng cái quả núi vậy. Nó to hơn cả cái con Son Galio luôn kìa. Kinh khủng thiệt sự. Và dãnh củ tỏi luôn rồi. Roly Coly với tôi hả? Ồ, phía dưới kia có một trainer kìa. À, đây là trainer thợ mỏ các bạn ơi. Mình có thể xuống đây và luyện cấp cho các em Galarian Corsola của mình nha. Rồi, chúng ta sẽ đi kiếm trainer đó và thách đấu coi nào. Thách đấu để mà luyện kinh nghiệm các bạn à. Wow, trainer cấp 81 luôn. Khá là xịn sò. Mình sẽ cho các em Evetal này lên cái dạng Dynamax luôn nha. Dạng siêu khổng lồ luôn các bạn ơi. Mình không còn thấy cái hình dáng đó luôn rồi. Wow, cái cánh chim nó to thiệt sự luôn các bạn ơi. Nó to bằng cái núi luôn á. Rồi, dãnh của tỏi một em. Và Raniados hai em. À, và đây rồi. Corsola Galarian của mình đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Rất là ngon lành luôn. Để coi lần này nó sẽ lên con gì nha. Wow, sẽ là một em Pokemon mới nằm trong Gen 8 luôn nha các bạn ơi. Và đây là con Corsola. Ôi, sao nhìn nó giống cái san hô vậy ta? Hình như đây là Pokemon dựa trên san hô thì phải. Nó tách cái phần đế dưới ra nè. Rất là hay luôn các bạn ơi. Oh, Corsola. Xịn thiệt sự các bạn à. Và đây, chúng ta vẫn còn 99% Pokédex. Mới chỉ có 879 trên 881 em Pokemon thôi. Ủa, sao kỳ vậy ta? À, mình còn thiếu một em nữa. Cái em đó chính là tiến hóa của cái con Musiri. Ủa, vậy là cái con thứ 881 là con nào? Có vẻ như là nhóm tác giả không muốn mình được 100% Pokédex. Nên là cập nhật thêm cái con thứ 881. Nhưng mà nó không có hiện ở trong này các bạn ơi. Có thể đó là một cái phần lỗi. Trời ơi, nhóm tác giả chơi lầy vãi chưởng à. Rồi, thì chắc video tới đây thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.